Xin kính chào các bạn. Hàng nội địa của hôm nay xin giới thiệu đến các bạn một dàn 5.1 SWA V15X. Một dàn còn rất là mới với lại màu gỗ rất sang trọng. Hai thớt, mặt phay nhôm. Đây là một đầu DVD. Bây giờ mình thử đĩa. Cơ chạy rất là tốt. Play. Âm lượng đến đạt đến mức 100 nha các bạn. Hiện tại mình đang để mức 60. Còn dàn còn e căng rất là đầy đủ. Con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài. Cạnh nhà neo đơn, bây em chưa lớn chịu đôi vai gánh nhau nhàng. Thầy mẹ thương theo. Cái phím còn rất là nhạy. Thử lúc âm lượng nha. Display cái màn hình. Dimmer. Xem phim, chế độ nghe nhạc và một vài chế độ khác, chế độ stereo để dành nghe nhạc, hi-fi. Này, nút input nè, MD, line, dàn điện thoại, laptop, FM, AM, DVD và CD, đầu đĩa CD. Cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi dàn 5.1 V15X. Hãy liên hệ với mình qua số điện thoại 0908 804 711. Đăng ký trên kênh YouTube để tham khảo được nhiều video mới hơn về các sản phẩm. Mình gắn ngay căng vô, còn đầy đủ và rất là đẹp.
Cảm ơn các bạn.